Xin chào đón nhà mình tiếp tục quay trở lại với đồ cổ Cần Thơ bên em vào clip buổi sáng ngày 19 tháng 7. Thì hôm nay rất vui là được đồng hành và chia sẻ những sản phẩm mà bên em vừa sưu tầm được đến cả nhà mình. Đến với clip ngày hôm nay thì bên đồ cổ Cần Thơ em cũng có rất là nhiều sản phẩm đẹp. Để trước hết là giới thiệu, sau đó là giao lưu cả nhà mình trong video hôm nay. Xem được đừng tiếc cho em xin một like và đăng ký kênh cả nhà nha. Và mã số 1 đầu tiên là bên em giới thiệu cả nhà mình có sưu tầm được một bộ mâm chén đũa chất liệu bằng đồng mạ vàng để giới thiệu với cả nhà mình trong video hôm nay. Một bộ này nó bao gồm một cái mâm chất liệu bằng đồng mạ vàng kèm theo 6 cái chén và 6 đôi đũa. Đây cả nhà cùng xem ha. Đây là những đôi đũa nha. Đôi đũa thì chất liệu cũng bằng đồng mạ vàng luôn ha. Và chiều dài tổng thể là có những đôi đũa là tầm có khoảng là 24. Đây, những cái chén này, những cái chén là được chạm gồng phụng rất là đẹp nha. Nó cũng mỏng thôi, hai lớp để mình giữ được lâu dài ha. Và đường kính là có khoảng là 11 cm. Đây cả nhà cùng xem nha. Một bộ nó bao gồm một cái mâm dưới này kèm theo 6 chén, 6 đôi đũa. Cái mâm thì cái đường kính của cái mâm đồng này đường kính là tầm có khoảng là 52 cm. Và chọn bộ này cân nặng là có khoảng là 2,2 kg. Và một bộ này rất là đáng để mình sưu tầm nha. Về để bàn thờ gia tiên cũng được ha. Trưng bày sưu tầm sử dụng luôn. Và một bộ như thế này có giá giao luôn cả nhà mình là 3,5 triệu. 3,5 triệu cho một bộ như vậy. Cái này có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ em ha. Mã số 1 nguyên một bộ mâm chén đũa chất liệu bằng đồng mạ vàng của ngày hôm nay. Cả nhà anh cùng xem ha. Có nhu cầu sưu tầm thì cứ liên hệ trực tiếp em nha. Đây là mã số 1. Rồi, thứ hai mã số 2. Mã số 2 của ngày hôm nay là một cụ cốc rất là to. Một trong những sản phẩm rất là đặc biệt. Đó là một cụ cốc cổng vàng. Đó, cụ cốc cổng vàng chất liệu bằng đồng. Bên em đã vệ sinh lại rồi luôn nha cả nhà ha. Và chiều cao tổng thể của tác phẩm này rơi vào khoảng là 27. Chiều dài tổng thể là tầm có khoảng là 23-15. Chất liệu bằng đồng và cụ này nặng là 10-15 kg. Đây cả nhà cùng xem ha. Ôm lên muốn không nổi luôn nha. Rất là to, khổng lồ ngày hôm nay. Và cụ này có giá giao luôn cả nhà mình là 4,5 triệu. 4,5 triệu cho mã số 2. Có trong video hôm nay mà bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình nha. 4,5 triệu cho mã số 2. Đây, đãi đây ha. Rồi, thứ hai mã số 3. Mã số 3 ngày hôm nay thì bên em giới thiệu với cả nhà mình là một bộ lư đào Nam Bộ. Miền Nam mình thì thường hay có những bộ lư đào như cái nào nha. Đây là một bộ lư đào miền Nam. Bộ này cũng tương đối là to, mã số 3. Thì chiều cao tổng thể của bộ lư đào này á là 69 cm, gần 70 nha các nhà nha. Và chân đèn, đây chân đèn rất là dày dặn, liền lạc, lành lặn nha. Đó, chân đèn rất là, cái này là em vừa vệ sinh đánh bóng lại cho cái nhà mình rồi luôn ha. Chân đèn là cao có khoảng là 51, rất là to, rất là đẹp, rất là dày dặn. Đặc điểm ở lư đào á, lúc nào ở trên là cũng có một chú lân nha. Đó, một chú lân rất là đẹp. Để lấy chú lân xuống cho cả nhà mình tham khảo ha. Rất là đẹp nha. Đây, lúc nào có một chú lân nha. Và hai bên là có hai quả đào. Đây là một trong những phong tục rất là hay của miền Nam nha. Miền Nam thì lúc nào cũng có hay có những bộ lư đào như thế này để những bàn thờ gia tiên. Thì tùy theo bàn thờ của mình mà mình chọn những bộ lư lớn hay lư nhỏ ha. Bộ này cũng tương đối là to nha, nặng 19 kg và cao gần 70. Bộ này thì bên em có giá giao lưu với cả nhà mình. Bộ mã số 3 như thế này là 9 triệu đồng nha. 9 triệu đồng cho một bộ lư đào Nam Bộ ở mã số 3 có trong video hôm nay. Rồi, tiếp theo mã số 4. Mã số 4 thì mình hồi nãy là miền Nam rồi, bây giờ mình chuyển sang miền Bắc nha. Miền Bắc thì có một cái bộ lư rất là đẹp. Lư trúc quá long. Ở đây cả nhà cùng xem ha. Đây là một bộ lư đồng trúc quá long nha, hàng của công của Quế nha cả nhà ha. Đó, đây là mã số 4. Mã số 4 thì mình về miền Bắc nha. Đó, miền Bắc thì hay có những bộ đỉnh trúc quá long. Đây là một bộ đỉnh rất là đẹp. Giới thiệu cùng cả nhà trong video hôm nay. Chất liệu bằng đồng. Đây là hàng thủ công. Đặc biệt là những cái bộ lư trúc này đó, rời từng được ghép lại từ những mảnh rời nhau hết nha cả nhà ha. Đây. Thứ nhất là chiều cao là gần có khoảng là chiều cao của cái bộ này á là có khoảng là 50, có khoảng là 56 nha cả nhà ha. Chân đèn là 50. Rồi sau đây là chi tiết của cái bộ đỉnh lư đồng trúc quá long này cho cả nhà cùng xem ha. Thứ nhất là hai bên hai tay là nãy là những con rồng nè. Nhìn trúc quá thành con rồng, rất là đẹp nha cả nhà ha. Đây cả nhà cùng xem đây. Rồi, hai bên là hình ảnh là hai con rồng ha. Còn đây là bộ đỉnh là được làm thủ công rời hết của Quế nha. Rất là đẹp ha. Đây, cái nắp đây. Và tay là cũng tay rời luôn.
Đây cả nhà cùng xem ha, từ những tay gờ ghép lại nha. Hàng thủ công làm rất là tỉ mỉ ha. Và cái bộ đỉnh ở trên đây á, đặc biệt là có chạm những chú chim rất là đặc biệt ha. Hoa mai, chim. Ở bộ đỉnh này gờ hết. Còn chọn bộ này á, về trọng lượng á, em có cân cho cả nhà mình rồi khoảng 10-19 kg. Và một bộ này có, bộ này tuổi đời rất là sâu tuổi nha cả nhà ha, lên màu thời gian rất là đẹp. Và một bộ lư đồng chút quá long này, thì bên em có giá giao với cả nhà mình là một bộ như thế này là 15 triệu đồng. 15 triệu đồng cho một bộ lư đồng chút quá long của ngày hôm nay. Đây là mã số 4 có trong video ngày hôm nay. Và mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình ha, đây là mã số 4 nha cả nhà nha. Đây là mã số 4. Rồi, chúng ta mã số 5. Rồi, mã số 5 trong video ngày hôm nay thì bên em giới thiệu với cả nhà mình còn được một tượng Phật Di Đà. Ở đây là mã số 5 trong video ngày hôm nay. Mã số 5 thì còn được một tượng Phật Di Đà ngồi dưới gốc cây Bồ đề nha. Em để gần lại cho cả nhà mình tiện theo dõi tượng này ha. Tượng này rất là đẹp như cả nhà nha. Đó, hình ảnh Phật Di Đà ngồi dưới gốc cây Bồ đề rất là đẹp. Tổng trọng lượng của tác phẩm này là gần 9 ký 3 nha cả nhà ha. Rất là đáng để sưu tầm ha. Tượng này rất là đẹp. Và chiều cao của tượng là rơi vào khoảng là 31 cm. Bề ngang của tượng là tầm có khoảng là 25. Chất liệu bằng đồng. Đây cả nhà cùng xem ha, để gần. Đây cả nhà tiền theo dõi nha, rất là đẹp nha. Rất là đáng để sưu tầm ha. Và tượng này có giá giao lưu với cả nhà mình 3.800.000 cho một tượng rất là đẹp của ngày hôm nay. Phật Di Đà ngồi dưới gốc cây Bồ đề, mã số 5. Đây là mặt sau nha cả nhà ha. Rồi mã số 6. Mã số 6 của ngày hôm nay. Đó là một cái cây bút rồng, thể hiện cho quyền lực, sức mạnh, thăng tiến, thành công nha. Đây là một cái cây bút rất là to. Và tổng trọng lượng là khoảng 4 ký 7. Chiều ngang của cây bút này là rơi vào khoảng là 46. Rồi chiều cao là có khoảng 24. Chất liệu bằng đồng, hai bên là chạm rồng phụng chanh châu. Trên đây là con rồng nhã quả châu. Và một cây bút rất là to như thế này cho mã số 6. Thì anh em có giá giao lưu cả nhà mình 2.900.000 cho mã số 6 trong video hôm nay. Rất là đẹp. Rồi tiếp theo mã số 7. Mã số 7 là một cặp chim công. Đó, mã số 7 ngày hôm nay là cặp chim công chất liệu bằng đồng. Tổng trọng lượng là khoảng 3.2 kg. Chiều dài của cặp chim công này rơi vào khoảng là 31. Chiều cao là khoảng là 20. Chất liệu bằng đồng. Đây cả nhà cùng xem ha, một cặp chim công nha. Rất là đẹp và có giá giao lưu với cả nhà mình một cặp chim công như thế này là 2.200.000. Cặp chim công khổng tước ha, rất là đẹp, mã số 7. Xem không rõ cần thêm thông tin cả nhà các bạn qua Zalo anh em nha. Kênh của em là Đồ Cổ Cần Thơ ha, địa chỉ là đường số 4 trung tâm Mại huyện Phong Điền thành phố Cần Thơ nha. Cả nhà cũng có thể đến trực tiếp cửa hàng của em để xem ha. Tiếp theo mã số 8 của ngày hôm nay là giới thiệu cả nhà mình một cặp lân nha. Một cặp lân đứng trên trống. Chiều cao tổng thể là có khoảng là 16. Rồi bề ngang tổng thể là có khoảng là 12. Đây là một cặp kỳ lân nha. Đó, kỳ lân đang đứng trên một cái trống rất là đẹp, đáng có chuyện luôn, mã số 8. Mã số 8 này thì có giá giao lưu với cả nhà mình á. Mã số 8 này là một triệu rưỡi cho mã số 8 có trong video hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 9. Mã số 9 là một đây là một tượng Phật chất liệu bằng đồng. Rất là đẹp. Chiều cao tổng thể là tầm có khoảng là 30-31. Rồi, bề ngang tổng thể là có khoảng là 24 cm, chất liệu bằng đồng. Đây cả nhà mình cùng xem ha. Tay là ông là cầm bên đây là một con chuột ha. Bên đây là cầm một cái giống như là một con ốc. Rất là đẹp nha. Hoàng thần tài ha. Và tác phẩm này có giá giao lưu cả nhà mình là tác phẩm Hoàng thần tài này có giá giao lưu với cả nhà mình là 2.800.000 cho mã số 9. Hoàng thần tài. Rồi tiếp theo mã số 10. Mã số 10 ngày hôm nay là còn được một tượng Phật Mẹ Quan Âm chất liệu bằng đồng xưa. Giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Chiều cao tổng thể là có khoảng là 28. Rồi bề ngang tượng là 10 cm. Đây là một tượng Phật chất liệu bằng đồng cổ nha. Tượng Mẹ Quan Âm chất liệu bằng đồng mà. Đồng này có rất lâu đời nha cả nhà ha. Và có giá giao lưu với cả nhà mình 1.200.000 cho tượng Mẹ Quan Âm của ngày hôm nay.
Đây là mã số 10. Rồi tiếp theo mã số 11. 11 là một bộ tượng Tam Thế Phật, ba tượng Quan Âm Di Đà và Đại Thế Chí. Ở mã số 11 của ngày hôm nay thì tổng trọng lượng của bộ này có khoảng là 2 ký 4. Chiều cao của mỗi tượng là tầm có khoảng là 22. Bề ngang mỗi tượng là có khoảng là 6 cm, chất liệu vân đồng. Đây cả nhà mình xem từng tượng nha. Rất là đẹp ha. Thì cả nhà có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ nha. Bộ này có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.800.000 cho một bộ như thế này. Mã số 11 có trong video ngày hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 12. 12 thì bên em còn được một cái bàn ủi. Một cái bàn ủi xưa. Rất là đẹp, độc lạ luôn. Trên này có chạm hoa văn, có chạm hình người trên này, rất là đẹp nha. Đó, mình tra cán vô mình đẩy ha. Mã số 12 có tổng trọng lượng là khoảng 1.3 kg và bề ngang tổng thể là có khoảng là 22. Và một cái bàn ủi như thế này, bàn ủi thời Nguyễn ha. Cái giá giao lưu với cả nhà mình là một cái bàn ủi đẹp độc lạ như thế này, 1.000.000 đồng nha cả nhà nha. Mã số 12. Rồi tiếp theo mã số 13. 13 là giới thiệu cả nhà mình còn được một cái song trầm đạt ma. Có đường kính là có khoảng là 20, chiều cao là có khoảng là 13. Đây hình ảnh ông đạt ma nha cả nhà ha. Cái trầm mình bỏ lên đây mình đốt, nó sẽ khói sẽ bay ở đây rất là đẹp. Song trầm đạt ma chất liệu vân đồng. Và có giá giao lưu với cả nhà mình song trầm đạt ma này, có giá giao lưu cả nhà mình là 950.000 cho mã số 13 có trong video ngày hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 14. 14 ngày hôm nay là một tượng Phật Di Lạc chất liệu vân đồng. Thì tượng này trọng lượng là tầm có khoảng là 8 ký rưỡi và chiều dài tổng thể là có khoảng là 37, chiều cao là 20 cm. Và có giá giao lưu với cả nhà mình tượng Phật Di Lạc chất liệu vân đồng ngồi trên bao tiền ngày hôm nay mã số 14, có giá giao lưu cả nhà 3.600.000. Cả nhà có nhu cầu sưu tầm báo ha. Ông cười rất là quan hỷ nha. Mã số 14. Rồi tiếp theo mã số 15. 15 thì hôm nay bên em còn được một chú ngựa mã đáo. Đây là mã số 15 ha, một chú ngựa mã đáo thành công nha. Con chú ngựa rất là to và tổng trọng lượng là khoảng 8 ký 3. Rồi chiều cao tổng thể là có khoảng là 45. Rồi bề ngang có khoảng là 34, chất liệu vân đồng. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một chú ngựa như thế này là 3.900.000. Cho cả nhà có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ nha. Mã số 15. Rồi thế này mã số 16. 16 thì là một tác phẩm Bồ Đề Đạt Ma. Đây là một tượng rất là đẹp về Đạt Ma, tổng trọng lượng là tầm có khoảng là 7 ký 8, chiều cao tổng thể là 51 cm, hoành đế là có khoảng là 15, chất liệu vân đồng. Và Bồ Đề Đạt Ma như thế này bên em có giá giao lưu cả nhà mình là 4.500.000 nha. 4.500.000 cho mã số 16 Bồ Đề Đạt Ma của ngày hôm nay. Đây là mã số 16. Rồi tiếp theo mã số 17. 17 của ngày hôm nay là một cái chế rồng. Chiều cao tổng thể là có khoảng là 19 cm. Bề ngang là có khoảng là 11, chất liệu vân đồng. Đây cái này anh cùng xem ha. Chế rồng nha. Và cái chế này có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.400.000. Hai bên là có ba con rồng này, cả nhà mình cùng xem ha. Chiêu tài hút lộc nha. Đây là mã số 17. Rồi tiếp theo mã số 18. 18 của ngày hôm nay là một cái dĩa ngũ quả. Đây cả nhà cùng xem ha. Dĩa ngũ quả chạm rồng phụng trên này. Và đường kính là tầm có khoảng là 33. Chất liệu vân đồng, trên đây có chạm rồng chạm phụng ha. Rất là đẹp, đây cả nhà cùng xem nè. Và tổng trọng lượng là tầm có khoảng là 2 ký 3. Rồi chiều cao là có khoảng là 12. Và có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.500.000 cho cái dĩa rồng phụng của ngày hôm nay, dĩa ngũ quả mã số 18. Rồi tiếp theo mã số 19. Mã số 19 của ngày hôm nay là một tượng rất là to. Đó. Một tượng Khổng Minh Gia Cát Lượng. Rất là đẹp như cả nhà ha, tượng này rất là to. Mẫu này là mẫu to. Tổng trọng lượng là 11 ký 8 cho tượng Gia Cát Lượng của ngày hôm nay. Tượng này rất là to. Chiều cao tổng thể là 48 cm. Rồi bề ngang là có khoảng là 23. Chất liệu vân đồng. Và có giá giao lưu cả nhà mình 4.500.000
cho tượng Khổng Minh Gia Cát Lượng ngày hôm nay rất là đẹp ha. Cái này là bên em đã đánh bóng phủ phủ keo cho mình rồi nha, mã số 19 ha, 4,5 triệu cho mã số 19 có trong video hôm nay. Rồi mã số 20 trong video ngày hôm nay là một cặp gồng đen chất liệu bằng đồng ở các nhà cùng xem ha, bao gồm hai con. Đây là mã số 20, thì chiều cao của cặp gồng này rơi vào khoảng là 41, bề ngang tổng thể là có khoảng là 20, chất liệu bằng đồng và có giá giao lưu với cả nhà mình một cặp gồng như thế này. Đây, 2 triệu đồng nha cả nhà mình ha, 2 triệu đồng cho một cặp gồng 24 gồng 4 móng, tổng trọng lượng là 2 kg, chất liệu bằng đồng, một cặp gồng đen 4 móng của ngày hôm nay. Đây là mã số 20. Rồi mã số 21. 21 là giới thiệu cho cả nhà mình là một quan công cưỡi ngựa. Đây là một tác phẩm rất là hay. Quan công cưỡi ngựa cầm đao nha. Đây là một tượng rất là đẹp, rất là to luôn. Tổng trọng lượng là 11 kg. Chiều cao tổng thể là có khoảng là 50 cm. Bề ngang của tượng quan công là tầm có khoảng là 31. Chất liệu bằng đồng. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một tượng như thế này là có giá giao lưu với cả nhà mình là 4,8 triệu cho mã số 21 trong video ngày hôm nay nha. Mã số 21. Mã số 21. Rồi tiếp theo mã số 22 ngày hôm nay là giới thiệu với cả nhà mình, bên em còn được một cái cây quạt đồng nha, cho mã số 22. Đó, đây là một cái cây quạt hiệu Mangeli, chất liệu á thì cánh đồng khung đồng và sử dụng điện 220V nha cả nhà ha. Và này bật điện là nó cháy nha quạt nha. Đó, sử dụng điện 220V, cánh đồng khung đồng hiệu Mangeli. Thì cây này có giá giao luôn với cả nhà mình là 3,2 triệu. Đây là mã số 22, cũng là mã số cuối cùng trong video hôm nay mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo với những sản phẩm đẹp, độc và lạ hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.